bức ảnh làm thay đổi cuộc đời Ngô Mạnh Tổ. Nam diễn viên cho biết anh chinh phục vợ Lisa Selassner chỉ với một bức ảnh. Việc gặp gỡ nữ người mẫu đã giúp tài tử Hồng Kông có cái nhìn mới về hôn nhân. Ngày 13 tháng 12, QQ đưa tin nam diễn viên Ngô Mạnh Tổ chia sẻ bức ảnh chụp cho một tạp chí thời trang vào những năm 2000 trên trang cá nhân. Theo ngôi sao Reminiscence, bức ảnh này có ý nghĩa đặc biệt, giúp anh gặp được vợ là người mẫu Lisa Selassner và có một gia đình êm ấm. Ngô Mạnh Tổ cho biết Lisa Selassner dành sự yêu thích đặc biệt cho anh sau khi nhìn thấy tấm ảnh ở bến phà xa Ferry Hồng Kông. Sau đó, họ có cơ hội hợp tác cho một tạp chí kiến trúc và Lisa Selassner chủ động hẹn hò nam diễn viên. Theo ngôi sao Into the Badlands, ban đầu, anh qua lại với Lisa Selassner vì cô không thích kết hôn hay có con. Tuy nhiên, về sau, cặp nghệ sĩ dần thấy tính cách hòa hợp, quyết định tổ chức đám cưới vào năm 2010 tại Nam Phi. Đến nay, cả hai đã bên nhau được 19 năm, có một con gái 7 tuổi. Năm 2020, họ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Câu chuyện gặp gỡ chỉ với một bức ảnh giữa tôi và Lisa chứng minh một việc nào đó có thể dẫn đến hàng loạt sự kiện, thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn theo cách chẳng thể ngờ, Ngô Mạnh Tổ chia sẻ. Ngô Mạnh Tổ sinh năm 1974 là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất người Mỹ gốc Hoa, bước chân vào giới giải trí từ năm 1998. Tính đến nay anh đã đóng hơn 40 bộ phim và được xếp vào nhóm sao nam thực lực của showbiz Hoa ngữ. Những năm qua, nam diễn viên cũng là gương mặt được nhà sản xuất Hollywood yêu thích và tin dùng. Vừa qua, Ngô Mạnh Tổ có phim Reminiscence hợp tác với tài tử Hugh Jackman.